Làm YouTuber kiếm được quá ít tiền, cho nên mình đã quyết định đi làm văn phòng. Vâng, ở trong một thế giới mà tất cả nhân viên văn phòng đều phải cạo chọc lóc cái đầu thì mới có thể tập trung hết sức vào việc đi làm. Ngoại trừ thằng Khứa bên này, nó đang ngủ, nó nghĩ rằng nó mặc áo màu trắng nó được quyền ngủ, không? Dậy đi ông cháu ơi. Dậy. Alo. Ủa, ê, làm sao để bảo nó dậy nhỉ? À, phải có những cái thằng đầu chọc khác đem những cái bo mạch điện tử đó. Đấy, để vào thì nó mới có cái để nó làm việc, còn không thì nó đi ngủ. Nếu các bạn mà thấy cái game này nó quen quen á thì đúng đấy, quen mà. Cách đây hơn một năm mình đã làm 2 tập với cái trò chơi này. Vâng, đây là cái mà mình đã nhắc đến đây. Quảng cáo, vâng. Có một cái lý do mà tại sao phải hơn một năm mình mới làm cái tập 3 của cái game này, bởi vì nó quá nhiều quảng cáo. Ở phiên tập 2, mình đã nói rằng phải trên 7.000 like mình mới làm tập 3. Và các bạn nhìn đi, 18.000 like. Tại sao có thể có số lượng like khủng khiếp cho một cái video như thế này được? Chỉ để bắt mình chơi một cái trò chơi mà tại đó mình không chơi game mà mình xem quảng cáo là chính. Rồi thì đây, một lần và mãi mãi chơi cho nó xong. Nào, tập ở rồi. Lần này mình quyết tâm đó, vào đầu game đã có dắt túi khoảng tầm gần 30.000 đô. Quả này phải được 1 triệu đô thì mới nghỉ nhá. Ok, mình có 1 triệu đô la Mỹ cái mình nghỉ việc luôn. Như thế là đủ tự do tài chính rồi. Ở tập thứ 2 mình đã mở khóa được, đó chính là khu vực mà xây chế tạo laptop. Ai thằng ấy, mày tập nào thế? Thằng này mày cứ suốt ngày mày chơi, mày tánh mày bây giờ đi lên. Khu chế tạo laptop này đòi hỏi mình phải bỏ tiền ra để mà mình xây dựng những cái máy. Đây, 15.000 đô. Ok, 15.000 đô chỉ để xây dựng cái máy chế tạo laptop. Còn cái người vận hành á, chúng ta phải xem quảng cáo các bạn ạ. Phải xem quảng cáo mới có người. Không sao, mới khởi đầu video thôi, mới khởi đầu thôi mà. Mình chịu được. Đó, thuê người sao? Vâng, nó mới chỉ là thuê một người thôi. Mình phải thuê 2 người ở cái máy này. Ôi, được rồi, một thằng thôi, được rồi, đủ rồi. Máy này là phải xem quảng cáo để lấy này. Máy này là 40.000 đô. Thôi lấy máy 15.000 đô đi. Ủa? Vãi ạ, 15.000 đô là thuê thêm một thằng nhân viên để nó chế tạo. Nó chế tạo là laptop à? Đúng không? À, cái bo mạch chủ mình đem vào đây, nó sẽ chế tạo thành laptop. Xong rồi thằng này nó sẽ bán laptop để ra tiền. Một cái laptop là chưa được 1.000 đô. Trời ơi, bèo thế nhỉ. Rồi, lụm tiền nào, cái này cái gì đây? Cái này là cái máy bán hàng tự động mình đã nâng tối đa từ tập trước rồi. Và thậm chí là cả khu vực HR, thêm cái khả năng bê đồ của nhân viên. Đấy các bạn thấy không? Đây này, đó. Mình cũng nâng tối đa hết sạch xanh rồi. Và nó phải trải qua rất nhiều quảng cáo đấy. Rồi xem nào. Rồi, tranh thủ lụm tiền đây nào. Bây giờ có thể bằng cái nào đó là tụi này tụi bay đừng có đem bo mạch chủ đến cái đây lấy tiền được không? Có mỗi một thằng nó đem bo mạch chủ đến đây để nó tạo laptop à? Thế là bây giờ mình phải bắt buộc phải xem quảng cáo à? Để có thêm một thằng nó lấy bo mạch chủ. Trời ơi. Cái này là quảng cáo con mèo happy 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 đúng không? Ôi chơi kém thế, nhìn mà tức luôn á. Mình không hiểu tại sao là những cái quảng cáo này là người ta chơi rất kém luôn đấy chứ. Chơi chế vãi ạ. Rồi, cho thêm thằng thứ hai. Ok, ở đó lụm đi, lấy đi. Rồi, trong lúc đấy tranh thủ mình lấy cái đống tiền thu được từ mấy cái bọn nhân viên này. Đó, mà có khi mình lại bây giờ với số tiền mình đang có mình phải nhận làm thêm một cái máy làm bo mạch nữa chứ. Bây giờ như thế này thì không thể nào mà mình có thể làm kịp được để đạt tiến độ 600 cái laptop để mà vào gặp ông giám đốc và đệ đơn xin nghỉ việc được. Vâng, chưa bao giờ mình nghĩ rằng là mình đi làm mới có được có khi là 2-3 phút mà mình đã muốn nghỉ việc như thế này. Bây giờ thôi được rồi, tôi đây laptop đây. Ủa, hay đâu rồi? Ơ, à, hai thằng Khứa này nó cùng rủ nhau đi chơi game. Mạnh quá, cái bàn này mãi mãi. Hơi độc tài nha. Nhân viên phải có những cái bàn chơi như này thì họ mới có thể giải trí được chứ. Nhưng mà đó là ở công ty khác, còn đây là công ty tư bản. Khóa lại, nhân viên phải làm việc đến chết. Khi nào mà mình kiếm được 1 triệu đô thì thôi nha. Khóa lại, đúng rồi, ngừng hoạt động. Thế nó mới hợp lý đấy. Thằng này nó ra vẻ nó lủi thủi, nó cúi đầu nó đi về chỗ chứ. Này, bán laptop đi. Ê, mà chính là mình công nhận là năng suất và hiệu quả công việc của mấy thằng đầu chọc này nó tốt phết đấy chứ. Mình kêu nó bán laptop, nó bán ra tiền liền.
Hoặc là có khi là thằng này nó không biết nó đi cầm đồ, nó đem laptop của mình đi mấy cái tiệm cầm đồ, hay là nó bán thật nữa. Rồi, tiền rất nhiều, ok. Nhưng mà bây giờ mình muốn bọn này ngừng bằng ngừng ấy được không? Ngừng bán bo mạch chủ đi được không ạ? Chứ bây giờ mình muốn là nó chuyển qua là laptop đi. Rồi, mở khóa thêm cái này đi. Chấp nhận xem quảng cáo. Mình đoán là mình bây giờ chỉ phải xem tầm 2 đến 3 cái quảng cáo thôi là mình có thể mở khóa được tất cả mọi thứ rồi. Đó. Ủa. Tại sao cái máy này nó lại đẻ ra bo mạch chủ nhỉ? À, nó đẻ ra để mà cho mấy thằng này nó sẽ lấy, nó sẽ cho vào đây luôn. Hóa ra là như vậy. Đúng không nhỉ? Ơ sao nào? Có ai đó lấy bo mạch chủ ở đây được không? Mình phải thu dọn nó laptop này đã. Ê, con bên này, con bên này. Trời ơi, bên này một đống này, qua đây mà lấy. Trời ơi, mấy cái thằng này đần độn thế nhở. Thật sự ạ, sao không ra cái máy ở ngay bên cạnh thì không lấy? Cáu thế nhở. Ơ sao nào? Con bên ở đây có cái gì nâng cấp được không? Phòng phòng quản lý này. Trời ơi, chưa đếm. Vẫn còn nha, nhưng mà cái này là tăng sức mạnh của mình. Tăng sức mạnh của cái khả năng bê đồ với cả tốc độ lấy đồ của mình. Mình đang có gần 50.000 đô rồi, chả lẽ bỏ ra 25.000 đô để mà nâng cấp tốc độ à? Không sao. Không, thà xem quảng cáo chứ không chịu mất tiền nhá. Xem. Tiếng quảng cáo nó như là cái khoan, nó khoan vào hai lỗ tai của mình ấy các bạn ơi. Và đó mới chỉ là một cái nâng cấp thôi, còn rất nhiều nữa. Ok, xem tiếp. Quá mệt mỏi rồi. Các bạn biết sao không? Mình xem nhiều quảng cáo đến mức độ mà game nó hết quảng cáo cho mình xem này. Nó phải xoay tròn như thế này là hiểu rồi đấy. Trong lúc đấy thôi, đây đi làm việc tử tế đàng hoàng vậy. Rồi, 45.000 đô. 45.000 đô, giờ làm gì đây? Thật sự luôn á, làm sao để bây giờ mình cho bọn này nó ngừng làm việc đi nhở? Để nó làm laptop cho mình ta. Đây, có lẽ là mình sẽ đây. Có lẽ là cần phải mở khóa bọn bên này này. Đây. 40.000 đô. Ai à. Và lại phải thuê người bằng việc xem quảng cáo. Rồi đấy, quảng cáo để nâng cấp thì không có đâu nha, mà quảng cáo để mà mở khóa đồ đạc thì luôn luôn sẵn sàng. Một cháu. Rồi, cháu thứ hai. Tiếp tục mỗi quảng cáo nữa. Vâng, đúng là chỉ có trong game mới có chuyện là các bạn đăng với quảng cáo tìm người làm đến một cái là có cái lập tức có người đến làm việc cho bạn liền. Ảo ma thật chứ. Rồi, và có vẻ như là mình đã nhận ra. Và dường như anh nhận ra một điều. Chỗ này là mình bắt buộc mình phải tự làm. Mình phải tự đi để đem cái bo mạch đến cho mấy cái thằng khứa này để nó làm việc, để nó bán đi, lấy tiền. Còn bắt buộc những cái máy làm laptop này mình phải gọi là sao, mình là chỉ để cho những cái thằng nhân viên nó tự chạy lên trên cùng, nó đem bo mạch xuống đây để nó tạo ra laptop. Rồi, mình đã tạo được bao nhiêu laptop rồi chưa biết luôn. Thử xem nào. Vãi chưa, hóa ra là trời ơi, lâu ngày không chơi giờ mình mới nhận ra là không phải là nó sẽ tích cóp lượng laptop mình bán đi được, mà mình phải lấy laptop trong này mình đem vào trong đây thì nó mới giảm xuống. Trời ơi, cái quần què ấy bà, hóa ra là như vậy à. Thôi được rồi, như vậy thì mình hiểu rồi. Cái trò chơi này nó ác ôn thật chứ lị, dã man con ngan, dã man tàn bạo vô nhân đạo, ăn hết cả gạo. Rồi, như vậy thì hình như là mình đang bị thừa người và thiếu máy. Không, mình rất nhiều máy, nhưng mà có một cái lý do nào đó mà tất cả chúng nó đều tập trung vào cái máy đầu tiên.
bỏ phí hai cái máy này. À đây 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 đây, có mấy thằng ấy rồi. À xin lỗi nha, vẫn có thằng nó lấy cái máy còn những mấy cái kia. Thế thì cái máy thứ hai ai dùng nhỉ? Lạ lùng em hỡi ơi. Đây 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 đây, rút tiền vào đây cái nào. Rồi bây giờ có cách nào, có cách nào để mà mình có thể là lấy máy tính được nhanh không nhỉ? Chứ giờ bây giờ số lượng máy tính này nó quá bèo luôn ấy, nó quá bèo để mà mình làm đầy được cái khu này. Ôi ôi, 560 cái laptop nữa, cay thật ạ. Cái công ty này nó sắp xếp cái hệ thống gọi là cơ sở vật chất rồi vị trí cái nhân viên trong phòng này nó quá sai lầm luôn. Đấy, quá nhiều quảng cáo luôn. Nhưng mà và các bạn, nếu các bạn thắc mắc là tại sao mình không tắt wifi đi á, thì không thể các bạn ạ, không thể làm được chuyện đó. Oh! Ê! Ôi trời ơi! Oh! Mình có thể làm được điều này mà! Lấy bộ bo mạch chủ ở bên này và cho nó sang máy bên phải là xong! Hợp lý! Hợp lý! Đúng rồi! Và bây giờ số lượng của laptop nó sẽ là vô địch luôn! Vô hạ laptop! Đúng rồi! Trời ơi! Đống bo mạch chủ nó xếp cao quá cả màn hình game luôn! Đúng rồi! Chọc thủng cả cái trần nhà của tròi đi! Yeah! Đúng rồi, mình cứ bây giờ đấy, mình chỉ việc làm thế này thôi, liên tục như vậy. Trời ơi, nó cao này. Ui. Ui. Wow. Vãi cả đạn ạ, số lượng nó cao thế này luôn. Mình cứ làm thế liên tục là sẽ có một đống laptop ở đây. Đấy. Yes, yes, yes. Rất nhanh chóng thôi, con số 500 cái laptop sẽ là đơn giản để mình mở khóa phòng giám đốc. Yeah, 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 đấy. Hợp lý rồi. Trời ơi, tại sao mình lại không nghĩ cái này được sớm hơn nhỉ? Đúng là trời tính không bằng người tính. Game thủ chuyên nghiệp ở đây dăm ba với cái trò chơi điện tử này, nó là cái gì? Chính ra là với một con người bình thường á thì 50.000 đô này đã là rất là lớn rồi nha. 50.000 đô là đã bao nhiêu tiền rồi? Là hơn 1 tỷ đúng không? Mình vừa có được hơn 1 tỷ là mình nghỉ việc luôn rồi đấy. Yes, 50.000 đô đã có trong tài khoản. Đấy. Rồi rồi rồi. Đấy, đúng laptop đã trồng lên rất cao rồi nha. Laptop này không phải là laptop của hãng táo cắn dở nha, mà nó là lê cắn dở các bạn ạ. Đấy, cạnh tranh với hãng Apple. Rồi, lụm laptop nào. Để vào đây, yes. Một lần mình cầm laptop là bao nhiêu? 481, trừ đi bao nhiêu? Là trừ được khoảng bao nhiêu nhỉ? 481 thì trong 466 là bao nhiêu ta? 15. Đâu, đâu, xem nào. Nãy là được 15 cái laptop đúng không? Nào, đây, đây, đây. Wow. Wow. Cái này là không phải 15 đâu mà khi lên đến 150 luôn đấy chứ các bạn. Trời ơi, trời ơi. Ui xôi ơi. Cái việc mà mình phải làm rất nhiều lần, bây giờ chỉ trong một đường cơ bản thôi. Nào, đợi đi nào. Mình muốn cho hết tất cả cái đống này để xem mình sẽ được bao nhiêu cái laptop đây. Lúc đó đi lụm tiền cái. Đấy. Bỗng dưng làm việc nơi công sở nó cũng không đến nỗi nào các bạn ạ. Vừa được nhiều tiền, lại còn được vận động cơ thể. Đấy, chạy đi chạy lại, bưng bê đồ các thứ, làm cho mình tăng thêm sức khỏe. Chứ bây giờ cứ ngồi một chỗ này chơi game này hoài nó cũng hơi bị yếu. Let's go. Vẫn chưa đủ đâu. Này vẫn chưa đủ đô nha. Vẫn còn thiếu. Đó, phải bù cái lượng bo mạch bằng laptop này. Nào nào, quảng cáo nhanh lên. Mày đi khay khẩn trương nhanh lên. Đó, đúng rồi. Đấy, đấy. Thêm VIP đây nữa này. Đó. Bây giờ cái lượng laptop nó sẽ bù lại bằng đúng cái lượng bo mạch chủ ở đây. Đấy. Ok. Đấy đây nè, rồi, chồng thứ ba. Mình có thể bê một cái đống như thế này và chạy lăng quăng, xoay trái xoay phải, đập vào mặt bọn mấy thằng này không sao. Lụm tiếp. Rồi, có xíu thôi là tối đa rồi. Rồi. Đó, đó. Rồi. Tối đa chưa? Rồi, đây là số lượng laptop tối đa mình có thể bê được. Rồi. Nhìn đi, tụi nhân viên thấp kém. Nhìn mà ao trình chưa? Này, tụi bây giờ, ôi giời ơi, có một tí. Nhìn đây mà học tập nè, các em, học đi.
học đi. À, nào, đi vào. Mình cứ che đi để xem kết quả cuối cùng là con 376. Vâng, vậy là tất cả mình bê được 90 cái laptop. Tuyệt vời. Đấy, đẩy cái này lên, để vào đây. Và sau đó khi nó để ra laptop hết, mình sẽ lụm nó vứt vào trong cái đống kia. Với 90 laptop một lần thì mình sẽ tốn khoảng tầm là 4, tầm 5 lần nữa là sẽ làm đầy được cái chỗ này để mở cánh cửa này ra vào gặp ông giám đốc. Rồi, trong lúc đó lụm tiền. Có rồi. Nào nào nào, cố lên nào. Hay à. Ơi, lụm tiền nào. Sắp xong rồi. Mình sắp chơi xong cái trò này rồi. Chỉ còn một bàn nữa thôi là mình sẽ không bao giờ phải chơi trò này nữa. Không bao giờ phải xem thêm một cái quảng cáo nào đến từ cái trò này nữa. Oh, mình quên mất bên này còn có laptop nữa. Còn có bên trái. Tức là mình có thể kết hợp cả hai bên. Oh, tăng tốc độ lên gấp đôi. Yeah, đây 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 đây. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi, quên. Bên này đầy đúng không? Rồi, vào đây. Nhanh lên nào, khẩn trương. Rồi. Mình còn có thể cho sang bên này nữa mà. Quên mất. Mình có hai cái máy để làm laptop. Đấy, đúng rồi. Tại sao lại chỉ cho vào một máy trong khi chúng ta có thể để trên vào hai máy cùng lúc? Đấy. Ok. Rất nhanh chóng tụt xuống 100 cái laptop rồi. Tiếp cố lên. Tuyệt vời. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù hàm răng không còn chiếc nào, nhưng ta có tiền, ta sắp được 100.000 đô. Rồi rồi, 98.000, 99.000. Và bây giờ lụm hết đống tiền này thôi. Lụm hết tiền này, ta trả nợ đời 100.000 đô. Oh, yes. Cột mốc đã đạt được. Con số này tính ra tiền Việt là phải là tầm hơn 2 tỷ rồi đấy. Hơn 2 tỷ nha. Đó. Nó phải là như thế. Rồi, trông lên. Bước vào đây nào. 224 cái laptop nữa. Ok, bây giờ mình sẽ để game tự chạy trong tầm 5 đến 10 phút nữa. Và sau đó mình chỉ việc lụm cái đống laptop này đi trả là xong. A few moments later. 5 phút đã trôi qua. Mình cũng đã kịp tìm kiếm thành công cách để thoát khỏi trầm cảm sau khi xem có nhiều quảng cáo khi chơi game. Thì đây, hãy xem chứng kiến nào. Đây. Nhưng cái cọc tiền nó đang bày ra trước mắt. Trời ơi, quá là xanh tươi đi nào. Lụm tiền, đúng rồi. Đây, thu nhập thụ động là đây chứ đâu nữa. Không cần làm mà vẫn có ăn. Đấy. Từ 100.000 đô nhẹ nhàng 135.000 đô. Đấy. Lụm. Let's go. Gần được tối đa 3 hàng luôn kìa. Rồi. Bồi thêm bên này nữa. Bên này cũng rất nhiều nha. Nào, đợt đầu tiên. Yes. 134 cái laptop còn lại. Đúng rồi. Đấy nữa. Ta cho một quảng cáo nốt lần này nha. Nốt lần này thôi nha. Sắp không còn lần thứ hai đâu. Ok. Xuống. Còn 53 cái laptop nữa. Rồi. Được. 53 cái laptop thôi mà. Mình đợi được. Đó. 90 cái bo mạch chủ. À, như vậy là mình sẽ phải bưng tầm đầy hai lần cái số lượng bo mạch chủ này là mình sẽ có đủ lượng laptop để mở khóa ô tiếp theo. Được thôi, đơn giản như đan rổ, không vấn đề. Đó, một cái này. Đây, qua đây. Lụm đống này đi. Rồi, thử trước nào. 18 cái. Tưởng rằng con số 600 cái laptop là quá khó khăn, nhưng không. Nếu bạn sử dụng bộ não của một game thủ chuyên nghiệp, đó là chuyện quá dễ. Đủ chưa? Còn thiếu 4 cái nữa. 1, 2, 3, 4. Rồi xong. Đủ. Không phải lấy thêm một cái nữa. Đủ. Ông bảo vệ đi ra. Đúng rồi, ông chào tôi. Đây. Đây là cái laptop cuối cùng tôi cầm theo để tôi đem vào tôi nghỉ việc.
À, mang cho tôi laptop. Đây, tôi mang sẵn cho bà một cái laptop đây. Này, cầm lấy đi. Chắc là bà đã không dùng laptop. Vâng, đúng là phụ nữ khác dùng laptop phải dùng màu hồng. Đi đến khu vực cái đấy, đây là phòng phòng vận chuyển đồ à? What the hell? Ủa em? Vâng, đây đúng là cái mặt của mình luôn ạ. Hóa ra mình không được nghỉ việc mà là mình chỉ là chuyển công tác thôi. Ôi, mình chuyển sang một cái bộ phận mới. Mà bộ phận này là làm gì? Cái này là cái gì đây? Cái này là gì? Bìa cắt tông à? Là sao đấy? Rồi tiền là khu vực bìa đóng hộp. Trời ơi! Thôi, quá đủ rồi. Cứ tưởng là trò chơi kết thúc tại đây rồi, nhưng không, nó vẫn còn thêm nữa. Nhưng mình không muốn chơi nữa đâu. Nếu mà mình chơi tiếp thì chắc là video trước được 18.000 like đúng không? Còn đây video của mình được lèo tèo tầm 2-3.000 like thôi. Vì vậy, mình sẽ chỉ chơi tập 4 của cái trò quái quỷ này. Nếu video này được trên 10.000 like, rồi sao con số đó đảm bảo không bao giờ được luôn nhá. Khi nào mà video này đủ được 10.000 like thì mình sẽ để tập 4 hiện lên đây. Còn trong lúc đó thì đây là cách mình kiếm được 1 triệu đô la chỉ bằng việc bấm vào một cái cây. Hãy bấm vào video này để xem mình làm như thế nào nhá.